Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được một loại lan hài, và lan hài này có tên là hài vàng nha mọi người. Nó là một trong số những cái loại lan hài quý hiếm bậc nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên. Và loại lan hài này cũng là một loại lan hài nằm trong sách đỏ của Việt Nam và có nguy cơ tuyệt chủng khá là cao. Ở khu vực rừng Tây Nguyên thì lan hài vàng này phân bố chủ yếu ở hai khu vực rừng Gia Lai và Kon Tum. Thì Gia Lai thì thường hay có ở khu vực rừng Mang Giang á, tỉnh Gia Lai, và Kon Tum thì thường hay phân bố chủ yếu là ở khu vực rừng Chư Mô Rây thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Tum. Thì đây là những cái dê hài vàng ở khu vực rừng Chư Mô Rây, bà con người ta mới đi bóc rừng về luôn. Thì hôm nay bà con đi trúng được một lô lan hài này nhé mọi người. Lan hài này hoa cực kỳ đẹp và nó cũng rất là hiếm. Hàng này thì phải lâu lâu mới gặp một lần thôi mọi người, vài tháng thì mới bà con người ta đi gặp mới gặp được lần thôi. Ở trong tự nhiên á, thì cái loại hài vàng này nó hay phân bố trên những cái khu vực vách núi chỗ núi đá, tức là những cái vách đó thì nó sẽ có những cái lớp lá mùng cây mục những cái cây khô lâu năm nó thành mùng đó, hoặc là những lớp vỏ cây mùng á nó mọc trên đó thì cây nó phát triển rất khỏe. Thì đây là một cái loại lan dễ trồng dễ chăm sóc thôi. Đối với cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của cái dòng hài vàng này đó chính là cái phần lá xanh này, lá xanh khá là dài, và ở phần gần gốc đây là nó có những cái đốm tím mọi người. Đó, thấy không? Nó có những cái chấm tím ở gần gốc. Đó. Cái đặc điểm đây là cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của đối với cái dòng hài vàng này. Lan hài vàng này là một cái loại rất dễ trồng, dễ chăm sóc nha mọi người. Loại này thì cách trồng rất đơn giản. Mọi người về chúng ta kiếm một cái chậu giống như chậu xanh, chậu sứ vậy, hay để trồng cây cảnh á. Tức là ở dưới chậu nó có những cái lỗ thoát nước ở phía dưới. Thì mọi người trồng gồm cái giá thể gồm than vụn nè, tức là than hoa nữa, than nướng mọi người băm vụn ra, trộn với giớn vụn. Giớn thì có thể giớn vụn có thể mua ở ngoài chỗ vật tư hoặc lan, hoặc là mọi người băm ra được, băm những cái cục giớn ra được, than vụn, giớn vụn, rồi vỏ thông vụn đó, vỏ thông nhỏ nhỏ trộn đều lên, thêm ít cát, rồi thêm ít phân chuồng nữa là được, là ok thôi. Phân chuồng hoặc phân dê gì đó cũng được, là chúng ta đã có một cái giá thể trong hài vàng này rất là tốt rồi. Rồi, hàng hôm nay thì bà con vừa mới đi bóc rừng về luôn. Thì lan hài mùa này cây khá là khỏe mọi người. Đó, lá rất là xanh tươi. Một vài lá thì sâu nó ăn, tuy nhiên là nó chỉ nhìn nó hơi mất thẩm mỹ tí thôi, nhưng mà cây nó cực kỳ khỏe nha mọi người. Cái nói chung phải sâu ăn nhìn nó hơi xấu xấu tí thì mới đúng chuẩn hàng rừng được. Nên là đã là hàng rừng thì cực kỳ khỏe luôn, nên mọi người về trồng yên tâm nha. Đó. Thì một phần thì nó cũng được khá là nhiều đó, đây như vài phần nè, chắc nó cũng được 8-9 cây gì trở lên đó mọi người. Đó. Về mọi người thích thì chúng ta trồng kiếm một cái chậu thật bự, chúng ta trồng chung đây một phần luôn, hoặc mọi người có thể tách ra 1-2-3 dê gì chúng ta trồng một chậu nhỏ cũng được. Đó. Thì tới cái mùa tầm cỡ tháng 5 tháng 6 á, thì từ giữa những cái thân lên này nó sẽ mọc ra một cái vòi rất là cao, và nó sẽ nở ra một cái bông hoa hài cực kỳ to luôn nhé mọi người, rất là to luôn. Đó, và cái hài vàng này thì cái tên gọi hài là bởi vì cái bông hoa á, bông hoa nó có cái phần lưỡi á, nó phình ra giống như là một chiếc hài á, xung quanh là có hai vây, hai cánh, bên là phía trên có một cái vây vàng khá là to nữa, nhìn rất đẹp mắt. Mọi người có thể lên Google chúng ta search mặt hoa của hài vàng nha, thì mọi người nhìn thấy mặt hoa sẽ cực kỳ thích luôn. Ngoài thú vui trồng phong lan hoặc là địa lan thì thường thường các bác trồng lan cũng rất thích sưu tầm những loại lan hài, bởi vì nói chung là cái hoa nó quá là đẹp luôn. Rồi, cái hài vàng này thì lâu lâu mới xuất hiện một lần nhé mọi người. Thì các bác anh chị nào có nhu cầu sưu tầm lan hài vàng quý hiếm của khu vực rừng Kon Tum Tây Nguyên này, thì các bác có thể liên hệ tới số điện thoại của em để trên tiêu đề. Thì mọi người cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại trên tiêu đề là được. Thì ưu tiên các bác nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu, mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, được kiểm tra hàng thoải mái. Mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé, đó đối với khách mua lần đầu thôi. Còn khách quen thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện chốt như mọi khi thì em sẽ gửi như bình thường thôi. Rồi, hàng hôm nay về rất là tươi nhé mọi người, rất là xanh tươi. Nên mọi người về trồng rất là yên tâm, là cây cực kỳ khỏe luôn, loại này dễ trồng nữa. Cái môi trường thì mọi người cứ để ở dưới phần giàn lan của chúng ta là được, tránh ánh nắng trực tiếp là được nhé mọi người. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan tiếp theo ạ.